chị? Ừ, không sao, chị đi được mà chị đâu phải không, dân để. Chị đâu phải dân thành thị. Trời ơi, cái vụ trút này, cái vụ trút này làm gừng câu câu ngon nè. Dạ đúng rồi, em làm cây chụp em đi chụp nó. Vậy hả? Dạ. Đi cẩn thận nha. Rồi. Chị Phương Anh ở trống, chúc chị Phương Anh ra sao. Tương qua ơi. Chưa để em lấy cái cây em để cho chị vô. Chị phóng qua cái mộ mình cưng ơi. Được không? Được chứ. Wow, chị giỏi quá à. Hồi nãy chị cưng đi đâu ngoài này vậy? Dạ, em đi câu cua. Vậy hả? Dạ. Câu được nhiều không? Dạ nè, em chở cái được mấy con à. Được lấy. Phương Anh qua đây nè, Phương Anh. Thấy không? Ngay ngay cái cây đó đó. Cây đó đó có phóng qua. Ôi ôi gió nó mát. Gió lồng lộng luôn các bạn ơi. Ôi con cua nó nằm kìa. Ôi nó nghịch, nó nghịch, nó nghịch. Ôi Phương Anh, chụp 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 Phương Anh. Vô. Ôi ôi. Hồi nãy giờ nó câu con cua. Cua nào cũng bự cái càng kình luôn á. Thứ cái càng mà thứ người ta bán, người ta bẻ càng người ta bán á Phương Anh. Trời ơi. Cái gì nay qua cẩm chơi vô tình à, bắt gặp cẩm đi câu cua. Bộ nay cưng không có học hả? Dạ không, chiều nay em được nghỉ. Ừ, hả? Nghỉ buổi dạ. Chiều hả? Dạ. Cưng câu cua bằng cái màu gì vậy? Em câu bằng màu ốc á, con ốc em đập ra xong em cột lại vậy nè. Con ốc Pháp hả? Dạ đúng rồi. Cột ra thành vậy nè, cái câu nó. Rồi cái con này nó gần sút rồi, để em cột lên. Nó gần sút rồi. À ốc bu á hả? Ốc bu. Dạ, đúng rồi, câu cua bằng ốc bu. Hay quá ha. Trời ơi, câu mà câu dễ nữa. Thấy con cua mới câu. Chứ không phải như cá bóng thì không thấy con nào ấy. Bỏ xuống có à. Có thì dính, không có thì thôi. Ôi, ở dưới đây ốc quá chừng luôn nè. Ốc đây là ốc gì cưng? Ốc bu đen hay là ốc Pháp? Bu hả? Bu vàng hay bu đen? Bu vàng hay bu đen? Trứng đỏ hay trứng trắng? Trứng đỏ. Trứng đỏ là bu vàng. Còn trứng trắng mới là bu đen. Em còn con cái cục này lại. Ồ, nặng ghê đúng không anh? Thiệt. Nặng lắm á. Con bự 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 không à. Hồi nãy là con rớt con còn đứng ra ngoài luôn. Không. Nếu con ốc mà nó hết tanh là phải đổi mồi á. Dạ đúng rồi. Mà em câu từ trưa giờ em câu con cái cục mồi đấy luôn. Cục thấy chơi chắc vậy vậy nó cua nó mạnh phải không? Dạ đúng rồi. Nó mạnh á. Cái vậy là đứt cục mồi đúng không? Mà sao cưng không xuống ruộng bắt mà cưng câu? Sao không xuống ruộng bắt? Xuống ruộng bắt á, mình nhéo cua nó sẽ bị gãy mấy chân cua đó hết á. Gãy càng nữa. Nên mình câu á nó còn nguyên vẹn nguyên con. Nhưng mà đi bắt nó nhanh. Anh thôi câu nó vui hơn. Đi bắt rồi đó, thịt hơn. Mà sao thấy hay vậy? Dung Dung thấy không? Chưa, Dung chưa thấy con nào, để lát Dung nhìn thử có con nào không. Tại vì nó nước nó đục đục. Một lát mà chị mà thấy được con nào là cho chị câu nha. Dạ ok. Em kiếm cho chị câu. Câu nãy giờ, đây câu chưa? Dạ rồi, mà em đi lại á, em đang câu bên dưỡng kia kìa. Đi lại nó hết rồi. Chị cần kiếm chỗ khác câu đi. Từ từ khó nhìn lắm, nó trong mấy cái bẻ. Ừ, khó nhìn thiệt, tại vì nước nó đen á các bạn. Nước nó đen rồi không có nắng nữa. Bóng dừa nó ấy xuống mát mát á, nhìn khó thấy lắm các bạn. Nhìn cua nó cũng đen nữa. Cua nó cũng đen luôn chứ. Hay là đen luôn. Trời ơi, chị nhỏ là chị khoái câu còng dữ lắm luôn á, câu hư
con còng đỏ Hương Anh. Con còng đỏ mình câu bằng cái bông dừa. Mình khoái câu còng lắm mà giờ hết còng để câu rồi. Từ hồi khoảng 10 năm trở lại đây là nó không còn còng nữa. Còng gì? Ừ. Giờ tự nhiên còng đâu chết trơn, không còn con nào. Ít năm sau nữa là muốn ăn đồ đồng là không còn nữa. Nó trốn hay lắm đó chị. Để chị kiếm đây. Tính ra là lúc đầu không tưởng nó cua đồng rồi, chỉ nằm ở đồng thôi. Chị cũng gọi là cua dũng chứ. Tại ở đây có chứ, với chị với đồng, với dũng gì cũng có. Hả? Không phải. Thì bên chị là tháng nắng là bị dụng nước mặn, nhưng mà bình thường cũng không có cua nữa. Ừ. Nãy em làm rớt mấy cua đó. Ổn không? Ốc kìa. Con ốc vượt chản luôn nè Phương Anh. Có con ốc nữa. Con ốc đó lát em lấy làm mồi luôn. Vậy bắt luôn không? Dạ thôi được rồi. Ốc nhóc luôn mà đâu là gì. Trời ơi, nãy giờ chưa thấy con nào, sao không ra ruộng câu? Xịt thuốc hả? Ruộng khô hả cưng? Đây là nhà hàng xóm hả? Dạ. Cưng thấy cái hàng cưng đút vô hàng đó được không? Còn ăn không? Nè, đây còn con nè. Hai con lận. Nè. Nè. Nó từ từ cho nó ăn cái. Con này con. Con này con nó chạy luôn. Hả, không ăn. Sao kỳ vậy? Tự nhiên bị sảy rồi. Ở đây có nè. Hồi nãy giờ không qua đây. Hai con hả? Rồi con câu đi, câu đi. Chị. Vô. Không con nữa. Hai con. Nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Nhử nó ra ngoài được không? Vô. Đã quá à. Câu con cua đã hơn câu con còng, tại vì con cua nó bự hơn. Bự chản à. Còn con còng thì có bự nhất thì cũng không có bằng con cua con nữa. Đi ra đường nhau mà bự là chị. Ừ. Đi về dài ra ruộng thôi các bạn. Ủa có cái me nó mát. Cái me này ăn được chưa cưng? Ăn được chưa cưng? Cái quá chừng hả? Hả? Bên đó thôi, bên đây lựa nhánh bên đây nè. Ủa sao kỳ vậy? Sao nhánh ngoài trong này trái nhiều mà ở ngoài này trái ít? Cái này có nè. Ủa nhưng mà có ăn được không? Thì người ta có cho không? Cho phanh trái nè.
Mốt kêu chủ máng bịch muối ớt ngoài cây me sẵn cho mình. Chua lắm luôn á. Chưa gì tên mà thấy chảy nước miếng vậy á. Nhưng mà thiệt ra nếu mà có chén muối ớt nha, là hãy ăn được cái mấy trái vậy ăn ngon rồi chị. Hoặc là mắm ruốc. Thấy cái nhỏ thì ăn ngon hơn. Ờ đúng rồi, cái nhỏ này nè. Cái nhỏ xíu à. Ủa mày, chén nhỏ không có chua. Ủa kì vậy? Không phải là không chua nhưng mà không có chua nhiều. Thấy Thái Lan, thấy Thái Lan nó chấm muối ăn á anh, mà muối nhiều đường á, đường nhiều rồi ớt nhiều á, ôi ôi nó quẹt lên một đống muối luôn, mới nhai gột gột mà coi 11 giờ đêm. Ê. Ê, cái trên đây trái cả đống nè. Lúa này chừng nào cắt cưng? Dạ còn với còn 2 tuần nữa. 2 tuần nữa hả? Ủa, ở đây không có ruộng. Ở ngoài lắm á, đi vàng lắm. Đi ngoài mãi đó hả? Ừ, không có đi ra ngoài. Chứ mình đi ngã nào? Mình đi trong đây hả? Dạ. Có cua hả? Trời ơi, hay. Đưa cái thùng chị. Chuyển ra rồi vô. từ chưa còn ham ăn quá, nó còn dính cứng ngắc à. Chị ơi. Tí nạn luôn, tí nạn. Nó lấy giò nó quấu vô chéo rồi, lấy giò quấu vô như cái bàn tay mình quấu vô vậy nè các bạn. Ôi ơi, dưới cái lá vậy mà nó thấy hay thiệt. Cô này bự thiệt. Ơi, vô. Đại. Con xả nó xuống cho cái giò nó đựng cái báu. Nó phóng xuống chụp nó đại. Tức quá. Phóng xuống thì nó bò mất tiêu, mình đâu có thấy được. Sắp rồi, cái chân nó là đừng có báu là được rồi. Mình cho nó xuống nước, cái chân nó hết chỗ báu à. Nó không chịu kẹp luôn chị. Nó không chịu kẹp. Nó nói tao nó nói tao mệt với tụi bay quá, giờ cho tao ăn không? Lấy cây chỗ. Tức quá. Vì ruộng lúa sắp chín này nè các bạn thấy không? Đẹp ghê không? 2 tuần nữa. 2 tuần nữa sẽ người ta sẽ cắt á các bạn. Nghe cảm nói vậy đó. Dạ. Cua này mình không cần ngâm, ốc mình ngâm, cua không cần ngâm các bạn. Lắc cái chóng mặt rồi sao kẹp được á.
lá nhỏ nhỏ nhưng còn ngáo ngáo nữa. Có xả không? Dạ. Có xả không? Xả ngoài cái gì vậy? Để tép bỏ vô cho nó đừng có tanh á. Cái tanh để lá ổi. Lá ổi hả? Lá ổi. Đi ăn thử đi, ăn thử luộc lá ổi đi. Mẹ ơi. Cái này để lá ổi vô nha mẹ. Luộc á? Con rửa sạch cái mẹ nha. Chích nước thôi, cái để bột ngọt một chút muối, bột ngọt vô vài hột rồi xong. À, mẹ đi. Coi con đi bẻ lá ổi bên bà ngoại á. Lá đó được không ta? Ổi đó được. Được. Con luộc cái đó nó bằng mặt vậy. Cái nó dẹp dẹp. Cái nào ăn được không? Bà ngoại cái này non. Hồi nãy có cái bọc ổi nó ra ngoài xách lên. Để nó xách lên. Chị dạch cho chị coi đi. Quên. Coi cái cuốn. Nãy giờ coi cái đít không à, coi cái cuốn. Phanh nhớ hay vậy. Phanh nhớ cách coi hay vậy. Đây nè. Ồ, trái này cũng già rồi đó. Đã ăn cảm có khách cái chạy ra hai ổi. Có khách ra hai ổi rồi. Rồi con ăn bắt ăn chuối. Ủa cái này là con chuối nướng à. Trời ơi. Con biết thôi con. À. Qua bên nhà Cảm chơi mà cô mua tùm lum tùm la luôn. Cô mua đồ ăn vặt cho tụi mình ăn. Chú nướng nếp. Chị nướng bắp nướng bắp ba hành. Con lấy muỗng cà phê em cầm. Cái muỗng này nè. Dạ ngon. Thành công. Wow. Con cua này luộc ra nó đỏ ghê luôn á. Cua ấy liền vậy á. Dạ. Mà nó thơm, bỏ lá ổi vô nó thơm. Ăn hết không? Ăn hết trái không? Còn không thì bẻ. Dung phần nữa, phanh phần nữa. Ồ. Wow. Rồi lấy cái dĩa nhỏ con để vô muối tiêu chanh. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Đỏ chét luôn, đỏ ao luôn. Đỏ không? Để ngồi. Con bẻ. Cô nói lại con chú nướng lại gì cô? Chết đạch. Chết đạch. Chết đạch. Đạch. Chết đạch. Chú nướng tiếng Khmer là chết đạch. Con nướng lem phò. Dạ? Lem phò. Lem phò. Lem phò. Lem phò. Còn nướng là cũng như là mặn. Bên Nam Giang ta kêu le rồi không hiểu luôn cái này cái gì nè mẹ biết nè lê gì lê tập bò cái gì chứ khi có mẹ còn cái này á là cũng kêu như tiếng Việt lê mần lê mần
Lemon. À, cũng giống tiếng Việt trái mận. Mà này chị Vinh á gặp chị này là lai rồi. Còn à, là cái chữ chữ le đó là cái là trái. Là trái. À. Là trái. Còn mận là cái mận này nè, cái tên của dạ. Trái mận. Dạ. Le là cái trái. Le. 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 Còn nưng đàm sre. Dạ. Cái người ta kêu cua đồng á là cà đàm sre. Cà đàm. Cà đàm sre. Cà đàm sre. 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 Cà đàm sre. Còn cái này món này á là chị Vinh này là phốt phốt đắt. Phốt đắt. Ừ, phốt đắt. Đắt là nướng. À, đắt là nướng. À, nãy giờ chuối nướng cũng đắt. Cua nghe, đỏ tươi ngon nghe. Thử con cua nha các bạn. Thôi ăn cho chị ăn con cua nhỏ thôi. Này à, các bạn ơi, cua này ở Trà Vinh này nha, cua đồng Trà Vinh á, đặc sản Trà Vinh nha bà con. Nè, các bạn coi này, con cua nó to nè. Nó rất là ngon luôn các bạn ơi. Về miền Tây Trà Vinh. Qua hội thánh phong cách của Chúa hội thánh Sanaen mở hội thánh phúc âm toàn vẹn 10 ở huyện hội tỉnh Trà Vinh. Có phong cách của Chúa thăm anh em qua đây thì ăn cua đồng. Ăn cua đồng ở chị cắn không được. Ừ, cứng quá cái răng bị sao cắn. Ờ đúng rồi. Lấy cái này nè, tập tập. Thôi để chị ăn cái mình á. Thôi được không? Công nhận nó cứng lắm các bạn, không có giống như con ghẹ. Cứng lắm à? Cứng lắm. Lấy cái đồ. Mà thịt không rồi nha. Mấy nói là thịt không rồi nè. Cua mập. Cua thánh này mập. Chơi cái này luôn à, đồ đập lên. Ừ. Con lấy lấy cái này đi. Đừng hơi nước thịt sữa. Thịt sữa hả? Ăn thịt nó chắc. Gừng nó rất là ăn liền ngon. Cua này hối gần rộng gì hết á. Tại vì nó không phải như áo. Ủa con đổ nước cốt hết cái cẩm. Ăn nước cốt rồi. Thịt nó dẻ lắm. Dạ. Ủa chanh này con nặng vô chưa? Rồi. Bỏ bỏ ấy đây. Đây chị cái cạn. Rồi ừ, coi nè. Cua thái mày mập lắm. Nè bỏ ấy vô đây. Ủa nó đỏ ao luôn ha, màu tươi ha. Sới cứng nhắc à, ngon lắm các bạn. Bình thường cũng hay đi câu cua không? Dạ cũng hay đi đó. Đi rồi nhiều cái mẹ làm mà cái cứng đi cua á. Câu gì cho mẹ làm hả? Dạ em làm sẵn vậy chỉ cần nấu thôi. Giỏi quá, biết phần cua luôn hả? Còn cái tăng ga. Tăng ga cái đang lấy nước nó nấu cái bát bèo, thịt bằm nè, tôm khô, xương, nó ngon, giò heo, đặc biệt luôn. Bán tô 30 ngàn các loại vô, gặp đặc biệt chứ. Cứ học môn gì? Em môn toán, môn tiếng Anh. Vậy hả? Học tháng nhiều. Em tháng nhiều. Tiếng Anh giỏi không? Đi học thêm. Tiếng Anh sương sương. Nên muốn đi học thêm nữa. Chương tính sau này cần tính tốt nghiệp cần học gì không? Dạ
Dạ, do hiện ước mơ là em định học đàn. Học đàn. Dạ, học đàn để phục vụ cho công việc Chúa. Thì cái đó là phục vụ cho công việc Chúa, còn như cái mà học cái gì để kiếm sống không? Dạ có. Học gì? Ước mơ là nằm bên giáo viên, dạy bất giáo viên mầm non. Vậy là vừa dạy mầm non được nè, mà vừa dạy mầm non trong hội thánh cũng được nữa. Dạ. Vậy chị hỏi cưng là nếu mà cưng có một số tiền á, cưng muốn làm cái gì? Dạ em sẽ đi dành số tiền đó để em đi học thêm, với lại nếu mà còn phần tiền đó nữa thì em sẽ dành tiền để trước tiên là mua cái đàn với học thêm. Bữa nay chị qua đây chị sẵn chị đưa cưng đây là 1.000.000 đồng của ông bà trong hội thánh gửi cho cưng mỗi tháng đó, là tháng này là tháng thứ ba ha, còn 2 lần nữa nè chị gửi cho cưng. Còn đây á là 200 đô, 200 đô này là của anh Đan Hoàng gửi cho bé Cẩm để cho bé Cẩm có học phí để đi học, chị gửi cho cưng. Nhớ không? Dạ. cái này là của chú đi, kêu chú Đan Hoàng, còn cái này là của ông bà ở trong hội thánh. Dạ con xin cảm ơn ông bà trong hội thánh đã cho con số tiền này để cho công việc học tập của con. Xin Chúa ban mai, với lại con cũng xin cảm ơn chú Đan Hoàng đã cho số tiền này. Xin Chúa ban ơn chúc phước trên đời sống của chú Hoàng và cô chú trong hội thánh, ông bà trong hội thánh ạ. Dạ xin cảm ơn. Vậy là có tiền để dành để mua cái đàn này ha. Dạ. Với lại học thêm nữa. Dạ. Dạ con cũng xin thay mặt bé Cẩm con cảm ơn ông bà trong hội thánh đã yêu thương bé Cẩm, gửi đến cho bé Cẩm học phí hàng tháng để cho bé Cẩm có tiền chi phí đi học và cũng như là đóng tiền học phí này với lại mua dụng cụ học tập. Em cũng xin cảm ơn anh Đan Hoàng đã gửi đến cho bé Cẩm số tiền là 200 đô để cho bé Cẩm để trong sử dụng trong cái việc học tập, và em cũng tin chắc rằng là bé Cẩm là sử dụng số tiền này đúng mục đích. Con cũng xin Chúa ban phước cho ông bà và anh Đan Hoàng, nguyện xin Chúa ban ơn và ở cùng với ông bà. Một lần nữa con xin cảm ơn ông bà rất là nhiều, em xin cảm ơn anh. Thôi chị về nha. Dạ. Em có gửi bịch ổi cho chị về ăn quà với trái cây vườn nha. Cái cây dừa nhà. Dạ. Và cái gì mà trái trái chanh dây, chanh dây ổi với mận. Dạ. Con cảm ơn nha cô. Tiền cưng biết đổi không? Cái tờ này là bao nhiêu tiền không? Biết này nhiêu không? Một tờ vậy nè. Đi ra đổi mới biết nữa. Để chị nói luôn nha, cái này là khoảng 2.300.000 10.000 hoặc là 2.300.000-5.000. Giá nó lên xuống khoảng 50.000 gì đó, trên lệch khoảng 50.000 đó, cưng đổi. Cái này là 4.600.000 mấy đó. Cưng ra ngân hàng cũng được, mà cưng ra tiệm vàng cũng được. Tiệm vàng nào mà có cho đổi. Rẻ hơn 2.300.000 là không đổi nha. Ừ, rẻ hơn 2.300.000 là đừng đổi nha. Nhiều khi ở bên đây ta ít có đổi á Vân Anh. Không biết á. Không biết cái người nhiều khi ta thấy nít nữa thì ấy đổi. Không, cái này là cô ấy mới mà cảm ơn Chúa. Có ước gì á cô ấy chưa ở trong lễ đó cho thầy dạy đàn á. Vì sau này mình có tiền mình giúp vô mình xong á mua cái đàn cũng 50 triệu. Dạ, cái đàn mắc tiền lắm. Bây giờ là cưng đàn là cưng học đàn ở đâu?
đèn cô có mở Út có? Ừ, đèn cái đèn của mở Út. Dạ hả? Là mượn hả? Dạ đèn mượn. Đèn mượn đó. Nói chung là học xong rồi sau này nhất định là phải cũng phải mua cái đàn riêng của mình. Dạ. Chứ không mượn hoài được. Dạ. Thì để dành tiền đi, cái đàn mắc tiền lắm. Nhớ nha, rẻ hơn 2.3 là đừng đổi nha. Ta thấy dạ. Đích không biết với lại nhiều khi kiểu như ta thấy mình dân quê ta không biết á. Nhưng cô ta không biết đổi. Dạ. 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 Nghe ăn cua vậy. Đi lấy bắp ra đi. Dạ. Lấy. Dạ được rồi, được rồi. Thôi chị lấy cái này à, chị lấy này à. Chị lấy đi. Ăn cơm đi, ăn cơm ăn đi về. Dạ thôi, trễ rồi, tối này 5 giờ mấy rồi. Thôi để không về.